nay rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên sóng của đài cũng như là các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công 3 dự án giao thông là dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Đây là 3 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông với tổng chiều dài của 3 tuyến là 247 km, tổng vốn đầu tư của 3 dự án hơn 115.000 tỷ. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 76 km, tổng mức đầu tư là hơn 75.000 tỷ. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với chiều dài 53,7 km, tổng mức đầu tư hơn 17,8 nghìn tỷ. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với chiều dài 117 km, tổng mức đầu tư là hơn 21,9 nghìn tỷ. Dù gặp nhiều tác động bởi tình hình kinh tế trong nước, quốc tế, nhưng kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2023 vẫn phục hồi và đạt kết quả tích cực, thể hiện ở nhiều chỉ số chính như tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, vốn đầu tư phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm 2023 của Hưng Yên ước đạt 8,21%, cao hơn mức 8,13% cùng kỳ năm trước. Công nghiệp tiếp tục đà hồi phục mới, mức tăng trưởng gần 6,5%. Ngành dịch vụ có sự hồi phục rõ rệt với tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 16.000 tỷ đồng, vượt tiến độ đề ra. Đặc biệt, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 11.400 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự toán giao cả năm và đạt cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhảy vọt lên hạng 14 cả nước. Giải phóng mặt bằng được trên 350 ha đất cho các khu cụm công nghiệp, có thêm 15 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới và điều chỉnh cho 106 dự án với số vốn điều chỉnh cấp mới và tăng thêm trên 10.000 tỷ đồng và gần 340 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 42 dự án đầu tư mới, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm trước, 25 dự án trong nước và 17 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 9.400 tỷ đồng và trên 230 triệu đô la Mỹ. Có 64 dự án điều chỉnh, trong đó có 36 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 590 tỷ đồng và hơn 100 triệu đô la Mỹ, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên gần 2.200 dự án, gồm trên 1.600 dự án trong nước, 520 dự án nước ngoài. Tổng vốn đăng ký trên 318.000 tỷ đồng và gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, có 780 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Chỉ trong 3 ngày tập trung cao độ tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, huyện Văn Lâm đã đạt tiến độ 30% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn huyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận tiền, huyện Văn Lâm tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào những ngày cuối tuần. Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, huyện tiến hành chi trả cho trên 400 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi tại xã Lạc Đạo Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh. Sau 3 ngày triển khai, đến 14 giờ chiều ngày 18 tháng 6, huyện Văn Lâm chi trả được cho gần 380 hộ với số tiền 103 tỷ đồng và diện tích là hơn 18 ha, bằng 27% tổng diện tích cần thu hồi cho đường vành đai 4 trên địa bàn huyện. Cụ thể, xã Trưng Trắc đã chi trả được 31 trên 35 hộ, xã Lạc Đạo chi trả được 155 trên 162 hộ, xã Đình Dù chi trả được 99 trên 133 hộ, thị trấn Như Quỳnh chi trả được 91 trên 131 hộ. Tại chùa Pháp Điện, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường và Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức ra mắt mô hình điểm chức sắc tăng ni Phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư giai đoạn 2023-2026. Tham gia mô hình 100% chức sắc tăng ni Phật tử ở khu dân cư Hồng Thái, xã Lạc Hồng, cam kết thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
thực hiện có hiệu quả các nội dung nếp sống vệ sinh xanh sạch đẹp, trồng cây xanh tại nhà, nơi thờ tự, nơi công cộng, thu gom, phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, không lạm dụng đốt rơm rạ, đốt vàng mã, giải tiền gây ô nhiễm, vận động nhân dân Phật tử thực hiện hỏa táng, chôn cất đúng nơi quy định, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua chùa tinh tiến. Lần thứ tư trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% trên năm xuống 5% trên năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% trên năm xuống còn 4,5% trên năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% trên năm xuống 3,0% trên năm. Bên cạnh đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5% trên năm xuống 4,75% trên năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ mức 4,5% trên năm xuống 4% trên năm. Sau 2 năm triển khai quyết định số 1813 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã đạt trên 75%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 7,6 tỷ giao dịch với giá trị đạt gần 220 triệu tỷ đồng, tăng 89% về số lượng và 32% về giá trị, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, kênh Internet, mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%. Nhiều dịch vụ ngân hàng được thực hiện hoàn toàn trên kênh số với quy trình thủ tục đơn giản nhanh chóng. Đến tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thành xác thực hơn 25 triệu thông tin tín dụng khách hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, tính đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ được 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Cu In vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Trong số này, phần lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện Krông Búc, một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ở ngoài tỉnh. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đấu tranh lấy lời khai, làm rõ vai trò từng đối tượng và những người có liên quan. Công an cũng thu giữ lượng tang vật vũ khí gồm 4 khẩu súng quân dụng, 4 khẩu súng tự chế, gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, dao, hung khí tự chế, các loại và nhiều tài liệu tang vật khác. Theo ghi nhận, hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường như trước ngày 11 tháng 6. Chuyển sang phần tin quốc tế. Các quan chức cấp cao Nga hôm 16 tháng 6 cho biết thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không thể được gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng Nga đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc. Người phát ngôn Thượng viện Nga nhấn mạnh không thể cập nhật thỏa thuận ngũ cốc trong điều kiện này và cũng không thể gia hạn vì giới hạn của sự kiên nhẫn và mong muốn thực hiện đã cạn. Giới chức Nga khẳng định Nga sẽ tìm kiếm các định dạng khác để đảm bảo rằng các quốc gia nghèo không phải chịu sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc. Trong đó, Nga sẵn sàng đón nhận mọi đề xuất và các cuộc đối thoại hợp lý nhưng không gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi các loại siro ho nhiễm độc có khả năng gây chết người ở trẻ em và đang hợp tác với 6 quốc gia để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em. Trưởng nhóm của WHO về các sự cố thuốc giả và kém chất lượng đã từ chối nêu tên 6 quốc gia mới mà tổ chức này đang hợp tác, với lý do các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Theo ông, có thể mất vài năm để tìm thấy các loại thuốc có chứa thành phần độc hại, bởi nhiều thùng thuốc bị tạp nhiễm có thể vẫn còn trong kho. Một số chuyên gia sản xuất dược phẩm tin rằng những nhà sản xuất vô nhân tính đã thay thế các chất thường được sử dụng trong siro ho bằng các loại chất độc có giá thành rẻ hơn. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 300 trẻ em tại nhiều nước. Theo một khảo sát, Hàn Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có dân số già cao nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD với 30% dân số dự kiến sẽ trên 75 tuổi vào năm 2070. Theo khảo sát này, Hàn Quốc có thể sẽ trở thành quốc gia có dân số già cao nhất
trong số các quốc gia OECD. Trong khi đó, tỷ lệ nghèo tương đối của người cao tuổi đang được cải thiện, khi tỷ lệ người trên 76 tuổi ở mức 51,4% vào năm 2021, giảm khoảng 4 điểm phần trăm so với năm 2019. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát cho thấy, cứ 10 người thì có 6 người, những người trên 75 tuổi, coi thu nhập của họ là không đủ. Tính đến năm ngoái, gần 60% người cao tuổi từ 65 đến 74 tuổi trả lời rằng họ sẵn sàng kiếm việc làm, tăng gần 12 điểm phần trăm so với 10 năm trước. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.